Vân và Quốc Hưng. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Con không gọi là xưng chị em mà là xưng tên thôi. Không tử tế, không tốt. Vậy thôi chia tay đi. Sao em cảm thấy nó ngột ngạt lắm, sống như vậy nó khó chịu. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin mời hai bạn. Chà, em tên là Đinh Đức Hiếu, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang là công nhân viên. Hiếu 26 tuổi. Hiếu, gặp bạn áo xanh này tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Xuân Sang, năm nay em 26 tuổi, em đang là công nhân viên văn phòng. À, một người là nhân viên, một người nhân viên văn phòng. À, thế thì hai bạn chắc có lẽ là quen nhau từ cái thời mà đi học hay là đi làm chung với nhau rồi mới gặp nhau? Dạ, bọn em là quen nhau từ thời đi học. Oh. Bọn em học chung trường năm lớp 9. Hồi đó thì bọn em chưa thích nhau đâu. Dạ. Đến lúc mà năm lớp 11 á, em bắt đầu thích vợ em. Lúc đó là mới có là thích nhau chứ là chưa có yêu nhau gì đúng không? Dạ, lúc đó em chưa có thích bạn này. Chưa thích? Dạ. Chưa thích nhưng mà có ghét không? Dạ cũng ghét nhưng mà cũng không ghét lắm. Rồi đến khi nào thì bên nào mới chính thức là tỏ tình với bên kia? Dạ đến năm nhất đại học em mới bắt đầu tỏ tình với vợ em. Thì dạ, trong lúc quen nhau thì có chuyện gì vui không? Chẳng hạn như là bạn này ghen bạn kia ghen bạn nọ. Cũng có. Em thì trước giờ rất là tin tưởng bạn này, tại vì nghĩ là bạn này chắc là rất là trung thủy với mình. Không ngờ là vô tình một lần là em lên Yahoo chat thì em biết cái bát của bạn này. Thì em vô thì em mới thấy là bạn này đang nói chuyện với một chị, nhưng mà không gọi là xưng chị em mà là xưng tên thôi. Ừ. Thì nói chuyện như kiểu là đá qua đá lại. Thì em tức quá, em gọi điện nói là bây giờ tới đây nói cho ra lẽ xem thử thế nào. Rồi cuối cùng cái lẽ đó là sao? Dạ, sau hồi nói chuyện với nhau thôi, vợ em cũng có những cái lời khó nghe. Thì khó nghe là sao? Anh không tử tế, không tốt, nói chung là đểu gì đó. Em thì em không có gì hết, em chỉ là nói chuyện vui thôi. Thì em mới bực quá, em mới mắng lại. Lúc đó là vợ em mới cơ bảo nếu mà như vậy thì thôi chia tay. Dạ. Mắng sao? Chuyện đó chuyện bình thường, có gì đâu mà làm ầm lên như vậy. Em tức quanh đó, vậy thôi chia tay đi. Xong rồi em đi, bỏ đi, em đi lòng vòng trong công viên. Rồi chắc chắn là chia tay rồi, hai bạn không thể nào mà xa được. Và thế là gặp nhau, đúng chưa? Dạ. Gặp nhau, hàn gắn lại với nhau, đúng không? Dạ. Nhưng mà tôi đoán sai thì chắc chắn hai bạn cũng dạ. Lúc đó thì em ngồi mình. Thế là em nghĩ bảo nó cái gì mình cũng sai. Em cũng lớn tiếng với bạn gái em. Thế là em mới đi kiếm lại, kiếm bạn gái em rồi làm lành. Làm lành lại với nhau. Dạ. Rồi, và bao lâu thì hai bạn mới cưới nhau? Dạ, sau 6 năm, hơn 6 năm. Rồi tụi em là ở với nhau là bao lâu rồi? 10 tháng ạ. 10 tháng, quá son rỗi luôn á. Dạ. Ở trong 10 tháng thì có những cái phát hiện về ông chồng này khiến em vỡ mộng không? Mặc dù là đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều, em không nghĩ là vỡ mộng nhiều vậy. Nhiều lắm hả? Bạn này thì khi mà đã nóng lên rồi rất là cục tính, nói chuyện mà không có sợ vợ tổn thương cái gì á. Rồi đến lúc mà tức quá không làm gì được thì coi như là đập đồ. Chồng tức quá thì đập đồ, em tức quá em làm cái gì? Em ném gối. Ném gối. Có lần nào mà to tiếng mà xích tan vỡ không? Dạ cũng có. Chung mà ai? Ai? Dạ bạn này. Đợt đó thì cũng từ cái chuyện mà không được hòa hợp, bọn em cũng khó chịu trong người sẵn rồi. Thế là bữa đó gây ra cãi nhau, vợ em mới cầm cái gối á, xé mặt em. Cái kính của em nó mới cứa một đường vô cái mặt em á. Thế là em mới tức quá, em mới đè vợ em ra đánh vô mông hai cái. Mà đánh đầu. Nhưng mà đánh vào mông á là có suy nghĩ rồi đó, chứ còn không suy nghĩ là đánh những chỗ khác. Đánh chỗ khác ghê hơn, nguy hiểm đúng lắm không? Rồi sao? Thế là vợ em mới tức quá, kêu em là vụ khu, đòi chia tay. Lúc đó em cũng bực, em bảo là vậy thì chia tay luôn. Nhưng mà sau đó thì bọn em ngồi nguôi nguôi hồi, thế là làm lạch. 10 tháng lấy nhau mấy lần đòi ly dị rồi? Dạ 2 lần. Thì chắc là lần thứ 2 là nó còn nặng hơn nữa đúng không? Dạ lần thứ 2 là bạn này viết đơn đồ bài bản hết rồi. Giờ kêu là mai in ra rồi đưa em ký rồi gửi đi luôn. Rồi có ký không? Bữa đó chồng em đi nhậu về. Bình thường á là cứ hàng tối trước khi đi ngủ hai vợ chồng thường tâm sự nói chuyện với nhau trong một ngày. Nhưng mà bạn này đi nhậu về xong á lăn ra ngủ, cũng không hỏi han em như thế nào. Em tức
em nói bạn này thì có men trong người rồi, bạn tức nói á, em quá đáng, về nhậu xỉn cũng không cho ngủ nữa, hành hạ này nọ, không thấy thoải mái, lúc nào cũng phải làm theo ý của em, thấy cuộc sống ngột ngạt quá đi, thôi ly dị đi. Xong rồi tự bật laptop lên, xong soạn ra đơn xin ly dị rồi đó, rồi chia tài sản này kia là đầy đủ hết tất cả các mục. Em á thì không phải hay đi nhậu, vài tháng em mới đi một lần. Bữa đó thì em cũng không phải đi nhậu nữa, em đi đám cưới. Sau đó thì em mệt, thế là em muốn đi ngủ. Mà trước đó thì cũng có mấy vụ rồi, là giống như là vợ em cũng không muốn cho em đi. Em có cảm thấy là giống như là mình bị quản lý, kể về giờ giấc, thời gian với các loại. Thì em mới bắt đầu cãi nhau với vợ em. Lúc đó em cảm thấy nó ngột ngạt lắm, sống như vậy nó khó chịu. Em cũng muốn là như vậy thôi, mình chia tay. Em mới ra viết đơn để cho vợ em ký. Nhưng mà lúc đó là em muốn thật không? Dạ, muốn thật không? Nếu vợ em ký bữa đó là không chừng ly dị rồi hả? Chắc vậy chị, tại vì thấy là nhìn em với cái ánh mắt thấy giống như ghét bỏ em rồi đó. Tự nhiên lúc đó em cảm giác sợ. Chuyện thì không có gì, chồng mình đang yêu thương mình tự nhiên viết đơn ly dị rồi nhìn mình với ánh mắt như vậy, em rất là lo sợ. Rồi. Xong rồi em xuống nước, sau đó thì hôm sau chồng em cũng nguôi giận. Nhưng mà 6 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy. Cứ giận cái đòi ly dị giống như giận cái nghỉ chơi vậy. Bây giờ hai em còn chưa có em bé, nhiều khi á mình tức lên vậy, ví dụ mai mốt có em bé rồi sao, ly dị rồi tội nghiệp nó không? Dạ không, em nói với vợ em là cả em bé rồi là có muốn ly dị không, em không cho ly dị. Khôn ghê. Bởi vậy giờ còn em phát hiện và vỡ mộng ở cái cô này là nhiều điều không? Dạ nhiều quá anh. Mỗi lần mà em tới chơi á là nấu ăn cho em từ A đến Z hết đó, không có vợ em làm gì đó. Nhưng mà đến lúc cưới về rồi á, cái gì mà vợ em không thích làm là đưa cho chồng làm, còn cái gì mà thích làm thì mới làm. Còn thích đi chơi lắm anh, ham vui, lúc nào cũng muốn đi chỗ này chỗ kia, nhiều khi bỏ chồng nhà luôn. Vậy á? Dạ. Ủa rồi lúc mà yêu nhau tới 10 năm mà không hiểu về nhau nhiều hả? Dạ cũng hiểu nhiều nhưng mà chắc là do chưa chấp nhận được nhau. Bây giờ thì như thế nào? Dạ bây giờ thì cũng đỡ hơn nhiều so với hồi mới cưới. Hồi mới cưới là cứ chắc phải một tuần, hai tuần là cãi nhau một lần á. Thế thì bây giờ em muốn ở cô vợ của em á là thay đổi điều gì? Bớt ham vui đi, quan tâm đến gia đình hơn. Vả lại cái gì giận á thì cứ nói. Cứ mỗi lần mà vợ em giận lên á thay im im im, không có nói, hỏi không có trả lời. Mà đến khi hai đứa cãi nhau rồi á mới chịu nói ra, lúc đó thì cũng muộn rồi. Thì bây giờ em nói thẳng với bà đi. Em có nói rồi. Vậy nói thẳng quay lại nói cái nữa đi. Đó, mỗi lần mà em có giận gì anh á thì em nói cho anh biết, chứ đừng có im im suốt ngày cứ vậy. Thì đến khi hai đứa cãi nhau rồi á, nó lớn chuyện ra thì lúc đó khó giải quyết. Nếu mà đồng ý thì bắt tay cái đi. Rồi bây giờ em có điều kiện lại gì với ông chồng em nữa không? Bớt nóng tính lại và biết kiềm chế từ lời nói tới hành động của mình. Em rất là sợ những lúc mà chồng em bực. Vậy hả? Dạ. Lúc mà chồng em bực là chồng em đập đồ? Đầu tiên là nói. Nói chung nói khó nghe không? Dạ, nói cũng khó nghe chị. Ví dụ cô với tôi hay là tao với mày? Dạ, cô với tôi là thường xuyên luôn. Anh cứ cô với tôi là nghe, em nghe là em là thấy nóng rồi thì làm sao mà kiềm chế được. Rồi cũng tức quá thì cũng nói bậy. Chữ bậy hả? Dạ. Thì giờ chị chỉ em cái chiêu nè. Lúc này em bực quá đi, em nói nặng, em nói cái giọng Phú Yên á, đúng giọng quê em á, em nói nhanh một chút để cho nó xả cho em thôi, còn vợ em không nghe được gì hết trơn á. Nghe đi. Cho nó khỏe, hiểu không? Với lại cái nữa, cái vợ của em á, hai người là bằng tuổi đúng không? Dạ bằng tuổi. Là đàn ông mà. Khi mà em cứ mở lời em nói chữ ly dị là em bị yếu cơ rồi đó. Phụ nữ khi người ta bị dồn quá đó, ta không còn chuyện gì, ta không còn sức đề kháng nữa. Ta nói vậy thôi được, được tôi anh ly dị đi. Đó là ở cửa miệng của phụ nữ. Còn nếu mà đàn ông mà em cứ nói đi nói lại cái từ ly dị á là em bị yếu cơ đó. Cho nên rằng trong đầu em đã không có ý định ly dị thì đừng bao giờ nói ra điều đó nữa. Hứa vợ đi. Dạ thì anh cũng hứa với em á là có chuyện gì á thì hai đứa sẽ cố gắng giải quyết, chứ không có quá nóng giận để mà nói ra những cái câu như là ly dị hoặc là những lời khó nghe nữa. Dễ thương ghê không? Chồng dễ thương gì đâu á, thiệt đó. Hai lần hứa rồi đó nghe. Hôm nay mọi người làm chứng hết trơn rồi đó, hứa là phải làm đó nha. Quân tử nhất ngôn đó nghe. Rõ chưa? Về vui vẻ với nhau để còn có con nữa chứ nha. Rồi, xin cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh chị. Em phải ô xin anh đâu. Vợ em mới cầm ly nước ném vào người em. Tay đụng chân là điều số 1 luôn. Vợ em không thích rửa bát.
Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Mời bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Việt Hưng, em là nhân viên, hiện đang là nhân viên IT. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 30 tuổi ạ. Thế còn em? Dạ em tên là Thiên Kim, năm nay em 26 tuổi. Em hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. Một người làm IT, một người làm xuất nhập khẩu. Chắc chắn luôn là em hư máy vi tính và nhờ anh này đến sửa, sửa xong cô em luôn, đúng không? Dạ không. Rồi, hay quá. Trời, công nhận mình đúng. Tại thì thôi bây giờ hai bạn hãy nói cho mọi người nghe là cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau. Em với lại bạn thân của em thì đi đám cưới có up hình lên Facebook, thì ảnh có thấy, thế là kết bạn với em trên Facebook, làm quen rồi nói chuyện này nọ cứ cẩm. Một hôm mình nói là mình thích đọc sách, thế là liền chạy qua nhà đưa cho cuốn 1001 đêm đọc. Bữa đó trời mưa mà nhà thì trễ rồi đóng cửa nữa, nên là hai đứa chỉ có nói chuyện qua lỗ cửa thôi thì không thấy mặt nhau. Có nghĩa là nhét cuốn sách nhét vô lỗ sách đó không, qua khe cửa. Rồi chị hỏi là lúc mà nói chuyện với nhau ở cái lỗ khóa đó đó, rồi cái cảm xúc nó làm sao? Ấn tượng ban đầu nó tệ quá. Ảnh mặc áo sơ mi rồi đóng thùng rất là đẹp, mà ở dưới mang cái đôi dép Lào mà không thể nào cũ hơn nữa. Rất tệ, kinh khủng khiếp luôn. Ủa lúc đó là cách đây bao năm rồi? Tại vì mới trời mưa nên em mới mang dép Lào, phủ đôi dép Lào đi cho khỏi ướt chân. Khỏi là tạo hình ảnh quá xấu đúng nhưng không? Mà gặp lần đầu mà cái hình ảnh nó lại như vậy đó. Thấy thôi không muốn nói chuyện nữa. Rồi sau khi nhận cuốn sách 1001 chuyện thì các bạn đã gặp nhau như thế nào? Từ cái lúc đó thì cũng đã không thích rồi, nhưng mà ảnh thì cứ nhắn tin gọi điện hoài, rủ rê này nọ thì thôi cũng đi lần cho biết. Lúc đó cũng ế, không ai rủ rê đi đâu hết. Rồi mọi chuyện suôn sẻ cho đến rồi, lúc lấy nhau. Từ lúc nắm tay nhau cho đến lúc đeo nhẫn thì có khi nào mà chia tay không? Dạ nhiều lắm anh. Trời đất ơi. Ví dụ như là em thì rất là lãng mạn, để mà muốn tạo bất ngờ cho người yêu mình thì bữa đó ảnh đi học, cái là mình cũng mua đồ ăn đem tới cho ảnh. Trời thì mưa mà đi từ chỗ sân bay mà ra đến chỗ trường đại học Cao Thắng á, rất là xa. Mà tới á thì gọi điện nhắn tin xuống thì ảnh nói không xuống, đang bận, em đi về đi. Tức rồi, nói là anh cứ đi xuống đi rồi hả nói chuyện với em. Em có xuống không? Thì em cũng xuống. Xui nữa là hôm đó là em có buổi thuyết trình, nên bây giờ mà em nghe xuống một cái là phải dừng lại, mà mọi người thì đang nghe, nên là em thấy ủa sao tự nhiên giờ này đi đem đồ ăn, thấy vợ em nói vậy thì em xuống. Ảnh nhăn nhó, ảnh nói là thôi em đem về đi, anh không lấy đâu. Thì mình lúc đó là mình tức lắm, mình cảm thấy là tình cảm mình dành cho ảnh không có được đáp lại. Thế là em về, em tức quá cái là nhắn tin chia tay đi. Khi nhận tin đó thì sao em? Thì em tức tốc chạy qua bên nhà bên vợ em á. Cái xong rồi em nói là thực sự lúc đó anh rất là bận, anh không xuống được, chứ mà anh không muốn. Với lại anh biết là nhiều khi em làm cho anh sự bất ngờ, nhưng mà cái sự bất ngờ này nó không có đúng hợp với hoàn cảnh. Nên là em xuống nước là cho em xin lỗi trước. Là cuối cùng là em cũng tha lỗi. Nói chung ảnh không chịu cho em vô nhà anh ơi, thôi giờ nó đại vậy đi, để đi vô ngủ nữa. Thì bây giờ nó đại đó mà bây giờ mới có được. Đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ hai bạn là ở riêng hay là ở chung? Dạ ở chung với lại nhà chồng. Ở chung về cho đến thời điểm này thì mọi thứ ổn hết chứ hả? Cũng có số cái điều mâu thuẫn đương nhiên. Mâu thuẫn với mẹ chồng hay không? Dạ không có, thì do mâu thuẫn hai chồng không. Tại vì thật xấu nó lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều lần vỡ mộng luôn nha. Nhiều lần vỡ mộng hả? Có một lần đã muốn chết rồi lại còn nhiều lần vỡ. Bây giờ cái nhiều lần đó là để sao đi? Bây giờ cho người vợ kể trước đi. Vỡ mộng về ông này cái gì? Trời hồi xưa ảnh hả lãng mạn rồi, giống như nhà thơ vậy đó anh. Có tặng em bài thơ nào không? Dạ không phải, giống như thôi, giống như là nhắn tin suốt ngày, gọi điện suốt ngày. Em ơi em đang làm gì vậy? Em khỏe không? Rồi em ăn cơm chưa? Em ngủ chưa? Rồi tùm lum lá lả từ hồi về là hầu như là cái điện thoại của em chỉ có 090 nhắn thôi. Còn hồi lại là chồng không bao giờ thấy cái tin nhắn nào hết. Ủa bây giờ sinh nhật cũng không nhắn luôn hả? Dạ không, sinh nhật em còn phải nhắc nữa đó. Vậy hả? Rồi còn gì nữa không? Ảnh không có thích làm việc nhà, ảnh không có thích phụ em. Ảnh nói là anh đi làm đi học vậy anh mệt lắm rồi, thôi em làm hết đi. Thì phụ nữ Việt Nam truyền thống là người ta phải làm nữa hết này nọ. Em nói là thôi phải chia 50-50 chứ, em cũng đi làm anh cũng đi làm mà, sao tự nhiên giờ anh bắt anh làm hết, em không phải ô xin anh đâu.
cái ảnh đó ảnh cũng ừ vậy chứ cũng đâu có làm đâu. Cũng có gia trưởng không? Cũng hơi. Rồi có lần nào mà cãi vã nhau mà suýt ly dị nữa không? Có. Ai đòi? Dạ em đòi. Đòi mấy lần rồi nói chị nghe coi. Chắc cũng 2 lần rồi chị. Cặp kia cũng vậy, 2 lần. 2 lần. Mà chồng đòi chứ không phải vợ đòi. Này em đòi không à? Bây giờ kể cái lần mà nặng đô nhất á. Hôm đó là mùng 3 Tết và chị họ em ngoài Bắc vào chơi. Mà hôm đó thì tầm 1:30-2 giờ rất nắng. Mà vợ em cứ đòi là đi ra Nguyễn Huệ xem hoa. Mà em thì thực sự ra ngay từ xưa giờ em không thích hoa. Em không thích cái sự sớm nở tối tàn. Cái nên là... Bởi vậy anh không bao giờ tặng em được cái lá luôn. Không được cái lá luôn hả? Cái ông này thích xài hoa giả. Giờ sao? Vợ thì cứ đòi đi. Mà em là em muốn ở nhà. Cái rồi vợ em cái tức quá mới cầm quần áo ném xuống đất. Bực quá em cầm cái quần áo em ném vào người vợ em xong. Đồ của em hay của vợ? Của em. Em ném đồ của ảnh xong ảnh ném lại. Lấy đồ của em anh ném lại rồi ném lại sau đó thì mới vợ em mới cầm ly nước ném vào người em. Vợ em cầm ném lại không? Không, em tức của em đánh một cái xong rồi hai vợ chồng cãi nhau. Cái rồi mẹ em mới vào cắn thiệp bảo giờ hai đứa suy nghĩ thế nào mà hành xử thế này, nhà có khách thì làm như vậy coi được không. Nhưng mà em tức quá em đánh vào đâu? Dạ, vào vai. Em có đánh lại không? Hay là... Tại vì hồi lúc mà trước cưới á, là hai đứa đã quy định 3 điều cấm kỵ là không có được đụng vô, là trong đó là đụng tay đụng chân là điều số 1 luôn. Là nếu mà anh mà đụng vô một cái là thôi em với anh là anh đầu xong em cuối xong luôn đó. Rồi cái em mới nói là bây giờ anh đã vi phạm vô cái luật đó rồi thì em cảm thấy là như vậy là không chấp nhận được. Nhưng mà lúc đó em có đánh lại anh không? Có chị, tức có chị. Ba người là quê mà. Một phát vô mặt luôn. Tán vô mặt luôn hả? Trời ơi, một cái bịch tay. Trời ơi. Lúc đó là tại vì ai nói chung là quề nhưng mà hả? Không có quề được, đánh vô mặt là quề cái gì. Rồi sau đó thì sao? Em cũng rất là bực nên là em suy nghĩ là thôi chắc có lẽ là ta chia tay nhau từ đây. Cái rồi. Ta chia tay nhau từ đây dứt khoát. Cái xong rồi lúc đó thì mẹ em mới gọi em qua nói chuyện. Đó, bây giờ con xem xét con cân nhắc giờ hạnh phúc của con cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì thôi chia tay. Cái lúc đó em lại suy nghĩ lại, em mới xuống nước, xong rồi hai đứa mới ngồi nói chuyện lại với nhau. Cái cơn đó rồi thì bắt đầu mọi người mới cảm thấy là tại sao vì một cái chuyện nó rất là nhỏ xíu như vậy mà tụi mình lại đền chia tay nhau. Chia tay kiểu đó là quá lãng nhắc luôn. Không, nhưng mà phải nói là em có một người mẹ chồng tuyệt vời đó. Tôi sẵn đà này á, em kể luôn cái sự vỡ mộng của em về cổ đi. Cái điều mà em cảm thấy vỡ mộng nhất là vợ em không thích rửa bát. Là ở nhà là em rửa không? Ở nhà hầu như là em rửa không. Tại vì vợ em cứ quan điểm là sòng phẳng 50-50. Vợ nấu cơm thì chồng phải rửa bát. Nhiều hôm đi làm về em làm về trễ em rất mệt. Mà vợ em nấu thì đồ đạc coi như là như bãi chiến trường. Coi như ăn xong là em ôm bãi chiến trường. Hôm đó là em đuối quá. Tức là cãi nhau. Rồi bây giờ cái chuyện đó đã thống nhất với nhau chưa? Dạ thì vẫn thống nhất là em nấu thì ảnh rửa, còn không rửa nữa thôi khỏi ăn. Bây giờ là vẫn là 50-50. Okay. Những lúc mà tụi em cãi nhau về vấn đề đó thì là mẹ em có ý kiến gì không? Thì mẹ em nói là nên là để cho vợ cũng rửa bát một chút để cho quen, với lại sau này nhà có tiệc tùng, có khách, có khứa đến thì cũng không có ngại. Lý do gì mà em không thích rửa chén? Em rửa thì cũng được đi, nhưng mà em muốn là chồng em cũng phải tham gia vào cái việc nhà. Tại vì thực ra hai đứa cũng đi làm tới 7-8 giờ tối mới về thì chỉ biết là ai thì cũng mệt rồi. Mình nấu thì mình cũng mệt thì mình muốn chồng rửa để phụ với mình thôi, chứ không phải là em không rửa được. Còn đây là tiệc này nọ ở gia đình thì mẹ chồng nấu chính, còn tụi em rửa. Ví dụ như bây giờ mà đổi cái công việc chọn giữa rửa chén với giặt đồ thì em sẽ chọn cái gì? Chọn giặt đồ. giặt đồ có máy vậy? Thôi bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ em nấu ăn ngon hơn, chịu rửa bát hơn, với lại hòa hợp với gia đình bên chồng hơn. Có em... căng thẳng lắm không? Tại vì em là em không thích rửa chén á, nên là em ít đi qua tiệc tùng ở bên gia đình chồng lắm. Nên là khiến cho chồng em cũng buồn đó, là tại sao em cứ để anh đi một mình vậy hoài. Em không có muốn hòa hợp với gia đình anh hay sao? Lý do đơn giản là không muốn rửa chén. Dạ đúng rồi. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Phải biết quan tâm tới vợ một tí. Đi làm về là chỉ có cá và cá thôi. Là ảnh ngắm từ 8 giờ tối cho tới 12 giờ đêm cũng được nữa đó. Ảnh mê cá. Mê cá lắm. Mê cá lắm hả? Dạ. Mà còn gì nữa không? Chúng ảnh hay càm ràm lắm. Cứ mỗi lần em nấu ăn dở, ảnh em nấu dở của anh ăn rất anh tụt ký này nọ. Mỗi lần ông chê gì có giận không? Giận với anh. Cũng tự ái. Kêu là trời cũng cố gắng nấu lắm rồi mà tại nó dở thôi chứ đâu phải cố ý đâu. Vậy à. Cái mong muốn của họ cũng không lớn hơn. Thực ra là như vậy nè, cái việc mà làm dâu á, nhất là cô dâu mà Nam Bộ, mà lại là làm dâu của một bà mẹ mà người Bắc á,
để mà hòa hợp được cái chuyện đó cho tới giờ phút này, em cũng có cái phần hay mà mẹ em á là cái người mà hay nhất á. Mẹ chồng em á. Dạ. Tại vì á, thường là những người mẹ mà miền Bắc á là rất là khắt khe với lại con dâu. Cái thứ hai là xót con, bên con dữ lắm. Dạ. Chị nghĩ rằng đối với một cô dâu như em á, là em đang rất là may mắn khi mà em sống với một bà mẹ chồng mà theo cảm nhận của chị qua cái lời kể của em, lời kể của chồng em và cách xử sự của mẹ chồng trong cái thời gian tụi em lấy nhau á, thì bà mẹ là một bà mẹ thương con thực sự, mà thương dâu cũng giống như thương con. Dạ. Và rất là hiểu biết và không có bị phong kiến lắm. Dạ. Thì đó là một điều may mắn cho em. Dạ. Chứ còn hả, nếu như một làm dâu một nhà khác ha, mà những cái tiệc tùng của gia đình bên chồng á mà em không dự là đã có vấn đề rồi. Thì em chọn ví dụ em không đi hết thì em cũng phải đi ít nhất là một hai cái đám tiệc hoặc là đám giỗ, đám quải đó. Dạ. Ít ra thì mẹ em, mẹ chồng em cũng rất muốn khoe con dâu mình. Vì em là một cô bé rất là xinh. Khi mà em nói chuyện á, cái miệng của em rất là cuốn hút. Đó, chị nói nghiêm túc luôn. Cho nên khi mà bắt đầu em mà sởi lởi với bên chồng ha, em với chị em, nhà chồng với bà con nhà mọi, mẹ của em với chồng của em sẽ rất là hãnh diện. Thì chị nghĩ rằng cái đó chỉ có lợi cho cuộc sống vợ chồng em thôi. Dạ. Đó. Còn bây giờ trong nhà, nếu mà vợ em nó nhiều khi nó bị cái bệnh là sợ rửa chén nha em. Có những người bị cái bệnh đó đó. Thì nếu như vợ em mà bị cái bệnh đó thì thôi em cũng chia sẻ vợ em chút. Là thôi kệ, em cứ nhận cái phần rửa chén đi. Còn cái phần giặt đồ tôi để nó giặt. Đúng không? Còn nếu hôm nào chồng mình đuối quá, đuối thực sự, thôi rửa giùm cho ảnh. Thôi cái vui vẻ cái có bầu. Xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc nha. Xin cảm ơn. Và bây giờ là phần kiểm tra Huý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một coupon mua hoa trị giá 3 triệu đồng đến từ Flower Box, là một trong những dự án của Thuận Lê Group, phá vỡ phong cách truyền thống của những cửa hàng hoa khác. Chúng tôi hiện đang là một thương hiệu cao cấp với đầy đủ các dịch vụ liên quan về hoa. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ mỹ phẩm Vĩnh Tân trị giá 2.280.000 đồng. Vĩnh Tân giới thiệu đến các bạn một bộ sản phẩm kem điều trị B1 sử dụng ban ngày và B2 sử dụng ban đêm với tinh chất mũ trôm thiên nhiên xuất xứ tại vùng đất Vĩnh Hảo, giúp bảo vệ chống nắng và làm đẹp làn da của bạn một cách hoàn hảo. Món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất trị giá 1.500.000 đồng, được sản xuất theo bài thuốc dưỡng sáng hồng da gia truyền, hiệu quả vượt trội, tác dụng bổ gan, mát gan, bổ thận âm, cân bằng nội tiết, dưỡng sáng mịn da từ bên trong, dùng cho người bị nám má, tàn nhang và khô sạm da. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nồi và một cặp vé đi xem kịch tại sân khấu kịch Hồng Vân. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn quay lưng lại và nghe kỹ câu hỏi. Hai vợ chồng bạn thích trang trí rèm cửa màu gì? Rồi, hai vợ chồng bạn thích trang trí rèm cửa màu gì? Màu xanh. Màu xanh, chính xác. Hai vợ chồng bạn màu trắng. Màu trắng. Wow. Xin mời hai cô dâu bước ra. Nhớ nha, chỉ có nha, kéo búa. Bào. Búa đúng không? Bào. Rồi, kéo búa bào. Rồi, 2, 3. Rồi, xong. Như vậy là ưu tiên cho Kim. Kim chọn màu gì? 2, 3. Chọn màu đỏ, tại chồng em thích Manchester United. Ok, rồi. Đỏ. Em đừng nói thích màu xanh nha, thích Chelsea. Vàng. Màu vàng. Rồi, hai cô dâu đứng gần nhau đi. Mời các cô, các bác đếm từ 1 đến 3 giùm con. 1, 2, 3. Trời ơi. Yeah. Yeah. Bây giờ để coi một coupon mua hoa sẽ thuộc về ai và một bộ mỹ phẩm của Vĩnh Tân sẽ thuộc về ai. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị, đặt tay lên. Bây giờ xin mời 1, 2, 3. Xin chúc mừng cặp vợ chồng của Hưng và Kim đã may mắn nhận được một bộ mỹ phẩm của Vĩnh Tân trị giá 2.280.000 đồng. Và không quên chúc mừng cặp vợ chồng của Hiếu và Sang đã may mắn nhận được một coupon mua hoa trị giá 3 triệu đồng. Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Và ngay sau đây chúng ta sẽ gặp lại qua chương trình Nàng Lẽ Một Chuyện. Còn bây giờ, cuối tuần vào lúc Chủ nhật 22:30 như thường lệ, chúng ta sẽ lại gặp nhau
trong chương trình Vợ chồng son. Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.